lòng dẫu trời mây mông. Chào tất cả mọi người, nay mình thanh lý con DMAX 1503. Thì mọi người cũng đã biết ngoài thị trường nó bán cũng tầm khoảng 6 triệu con này. Ok, bây giờ mình sẽ thanh lý hàng này, hàng 99%. Nói chung là hàng mới hoàn toàn. Chỉ là do nên nói chung hàng bây giờ anh em cũng biết hàng trong kho mình quá là nhiều đi, nên có rất là nhiều con mình sẽ không có lâu mà. Giống như không có để ý đếm xỉa tới, không có bán tới, không có review tới. Đấy, bây giờ mình sẽ thanh lý cho anh em. Nói chung là hàng này cũng model 2019 nha anh em. Cũng mới vừa về cách đây khoảng 1 tháng hơn. Ok, mình sẽ để cho anh em 4.950.000. Không giảm, không có giá đó là giá mềm này nha anh em. Không có bớt một đồng nào nữa nha. Mình để 4.950.000 là bao giá anh em rẻ nhất trên toàn quốc Việt Nam này luôn nha. Đó. Rồi anh em nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Có thể liên hệ qua số hotline là 0915486462 và 0962809867. Ok anh em, bây giờ mình sẽ test thử đồ nhạc cho anh em nghe. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Lo Kéo Tiếng Xô và Sơ Phí Cốc. Ok, nên là mình sẽ review cho anh chị các bạn một mẫu lo bên mình đang thanh lý. Ok, hàng này là hàng mới hoàn toàn, chỉ là lo trưng bày hơi bám bụi một tí. Ok, con lo này ở ngoài thị trường mọi người cũng biết nó bán đang tầm giá khoảng 5.8 đến khoảng 6 triệu. Ok, bây giờ mình sẽ thanh lý cho anh em tầm giá với 4.950.000 một con duy nhất nha. Thông cảm mình bán giá này nên mình không có giao hàng được. Anh chị các bạn muốn giao hàng ở tỉnh mình thiện chí mình vui lòng chuyển khoản qua số tài khoản giúp mình. Địa chỉ mình 448-20-4 Phan Huy Ích, có những cái đại lý ở bên quận 2 Đồng Nai hoặc là Tiền Giang hoặc là phía bên Ninh Thuận, Quảng Ninh. Ok, bây giờ mình sẽ cho mọi người nghe một bộ nhạc test lo nhạc. Con này là DMAX 15-03, trọng lượng tầm khoảng 40-45 kg. Ok, mời mọi người cùng lắng nghe. Đây mic rất là nhẹ, đi kèm một cặp mic. Con này thì nó có bắt là 4 tấc, một là chung, một là chép, có những cái chức năng đặc biệt. Ví dụ như chức năng hội nghị có nè, nút bắt, nút chép. Bắt nó chém tốn là có chế độ cắm điện trực tiếp, thì các bạn chỉ cần để một chế độ chung với chế độ xe bình, các bạn cắm vào nó sẽ có relay, nó tự động nó ngắt bảo vệ mình. Và cái thứ hai nó có cầu chì chống cháy nổ đó, lúc mà ví dụ như chập điện này kia nó sẽ có cái chì, nó sẽ tự động nó tắt, nói chung nó sẽ ngắt điện để bảo vệ cái loa của mình. Ok, bây giờ mình sẽ mở cái loa cho các bạn cùng thưởng thức. Nhạc remix có bao giờ em nhớ anh không? Đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần? Hay chỉ là một giấc mơ mà anh nghĩ từng ngày bao giờ? Em đã từng khó vì anh chưa? Chắc chưa từng vì anh mà người vừa. Ok, cùng nghe. Bát con này rất là khủng khiếp. Thank you.
bình thường. Mình để phát giá 60, âm lượng 50. Phát giá 60, âm lượng 50 cho nó nghe cảm nhận nha. Thăng bát đó. Giảm bát mà. Tăng chép này. Giảm chép này. Đó, tăng bát chép lên đều. Mình dám dùng sự uy tín để đảm bảo cho mọi người con này là pin mình là ok bình thường. Bình này là mình chơi rất là lâu, mình có thể chơi được cả ngày đối với con lo này. Đây là hai mình có thể xét được tần số. Thanh lý duy nhất một con nha, kiểu 950, nhanh tay đi tròn, chậm tay đi hết. Nghe thử một đoạn nhạc bolero, bolero và mình sẽ test karaoke. Lượng 50 nè mọi người, 50% nha. Âm lượng đang 50. Sao anh bỏ ra đi, em nào có tội tình gì? Sao anh bỏ ra đi, em nào có lỗi làm chi? Sao anh em ơi đừng bỏ xa. Bây giờ là mời mọi người cùng nghe thử một đoạn nhạc karaoke test one. Đây là giờ trước khi nghe thử một đoạn karaoke mình sẽ review cái bản review hướng dẫn sử dụng sơ cho mình nhé. Ok, nhanh tay đi còn, chậm tay đi hết. Thanh lý duy nhất một con, 99.99% hàng mới hoàn toàn không ai sử dụng hết, chỉ là hàng nhà để trong thùng hàng rất là nhiều. Mọi người xem hàng hàng bao la, mình không có thời gian rảnh để mình quay clip hết từng con, là một số con thôi chứ lần trước nó là một đống luôn đó mọi người. Ok, mình sẽ review cái gì. Đây là cái bảng hiển thị chức năng. Đây là cái nút công tắc nguồn của chúng ta. Đây là cái, chúng ta bật lên công tắc nguồn. Đó, công tắc nguồn ha. Bật qua cái on 1 nè. Đó. Và chúng ta cắm điện trực tiếp, chúng ta cũng để chế độ này nha. Cái lo này nó đặc biệt hơn lo khác là nó có cái relay tự động, nó ngắt cái bình đi, nó bảo vệ cái bình chúng ta, nên chúng ta không sợ cái trường hợp nó bị cắm sạc lâu nó bị hư bình. Vừa cắm vừa sạc nó không sợ bị hư bình ha. Đó. Thì đây, với lại nó có một thiết kế một cái cầu chì đây. Đó, cầu chì nè. Lúc mà có cháy nổ hoặc là chập điện này kia rồi á, nó sẽ tự động nó ngắt. Nó sẽ bảo vệ cho mình rất là an toàn, ngắt nó bảo vệ cái lo. Ở đây là chỗ đấu bình nè, đây là chỗ cắm sạc. Ở đây là ngõ cắm mic dây, là mic 1, mic 2 hoặc là mic đa năng. Đây là ngõ guitar ha, có ngõ out mình kết nối TV, ngõ in mình vô laptop, rồi máy tính rồi ha. Đây là volume, đây là chip bass của nhạc, đây là volume mic nè, mic chip, mic bass, delay, echo và tiếng của guitar. Đó, chức năng hội nghị đồ đầy đủ ha. Mấy cái này không cần dùng tới lắm đâu. Đây là chỗ cắm USB thẻ nhớ nè, mình chuyển qua chế độ Bluetooth thì mình bấm cái nút hai gạch này cái. Mình lấy điện thoại mình dò tên nó là Bluetooth connection. Tên nó là BT speaker. Mình lấy điện thoại mình dò, mở điện thoại cho mình dò Bluetooth nó là BT speaker. Để mình mở mật khẩu lên. Đây, tại vì mình đã kết nối trước rồi, mình mở lo lên là một giây là nó lo vô rồi nha. Đó, BT speaker đã kết nối nè, mọi người thấy không? BT speaker đã kết nối. Mình mở nhạc lại lên thôi. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Mọi người nhanh tay đi, còn đây là cái ngoại hình chúng ta. Bass 4 tấc luôn nha, bass đúng 4 tấc. Đó. Đó,
đây lo bốn cách gỗ rất là nặng và vẫn như mới 99.99%. Ok mọi người nhanh tay con, mọi người ai đã sử dụng qua cái hiệu DMAX là sẽ biết những cái khu mà bùi viện ồn ào mà nó đánh đi âm thanh rất là xa đó. Mọi người thì không còn xa lạ gì rồi, mình con này thì mọi người lên YouTube mọi người search DMAX 1503 là biết ngay cặp mic nè. Xét được tần số thì mình có cái nút xét ở bên trong á, nó giấu bên trong để nha, tránh trường hợp là trẻ em hoặc là những cái ông nhậu quậy phá rồi lung tung ha. Đó. Đây là cái có cuốn sổ bảo hành của bên hãng riêng luôn nè. Đó. Các bạn mà muốn bảo hành bên hãng thì các bạn đó. Cuốn tờ giấy bảo hành. Mà cái này không cần đâu, bên mình hỗ trợ bảo hành cho các bạn mà, các bạn chỉ cần giữ cái tem về cái hóa đơn nè, giữ cái tem hóa đơn thì bên mình bảo hành 6 tháng cho bạn. Hàng thanh lý bảo hành 6 tháng này nha mọi người, bảo hành 6 tháng. Sau 6 tháng vẫn hỗ trợ nếu mà mình không có rơi vỡ vô nước nha. Nhanh tay thì còn ok, mở thêm một đoạn nhạc cho mọi người cùng thưởng thức lại tiếp. Rồi mình sẽ kết thúc video. 4.950.000 nha mọi người. Địa chỉ 448-20-4 Phan Quy Ích. Số điện thoại mình sẽ để phần mô tả bên dưới nha. Đó. Khi nào đã bán cái lo này mình sẽ để chữ đã bán, còn nếu mà chưa để chữ đã bán tức là còn. Mọi người nếu mà thấy chữ đã bán đừng gọi giúp mình nha. Nhạc chiên tết lo bự. Sông gió hay buồn chim kia về vẫn có đời sao chẳng xóa.